phải nhìn lại. Nếu có lúc yêu đương này nhạt phai, sẽ thế nào nếu chia tay? Không muốn phải nuối tiếc, sẽ có lúc không ai hiểu được mình, sẽ đến lúc không biết phải làm sao nếu chia tay, sẽ thế nào? Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì? Cảm giác lúc mây sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Tạm biệt người yêu trong hồi ức, tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức đã bao nhiêu lần nếm cay đắng khi yêu. Cảm giác lúc mây sẽ ra sao? Cô đơn lại ngồi suốt bao đêm dài. Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất, tạm biệt người mang bao phiền phức đến con tim này. Hay là ta mới yêu chưa khi đậm sâu? Nếu có lúc yêu đương để nhạt phai, sẽ thế nào nếu chia tay? Không muốn phải lặng yên, sẽ có lúc không ai hiểu được mình, sẽ đến lúc không biết phải làm sao nếu chia tay, sẽ thế nào? Bây giờ gặp mặt nhau biết nói câu gì? Tự hỏi rằng sẽ có thế nào? Tạm biệt người yêu trong hồi ức, tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức đã bao nhiêu lần nên cay đắng khi yêu. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Cô đơn lẻ ngồi suốt bao đêm dài. Tạm biệt người yêu thương nhiều nhất, tạm biệt người mang bao phiền phức đến con tim này. Hay là ta mới yêu chưa khi đậm sâu? Tạm biệt người yêu trong mọi ước, tạm biệt tình yêu nơi tiềm thức đã bao nhiêu lần.